trẻ biếng ăn khiến nhiều mẹ vô cùng lo lắng. Gia đình có bé biếng ăn thử đủ mọi cách không giúp bé hết biếng ăn được. Video này sẽ cung cấp cho mẹ những kiến thức bổ ích, giúp mẹ biết cách giải quyết tình trạng bé biếng ăn sinh lý như thế nào, biếng ăn sinh lý ở trẻ là như thế nào. Theo các chuyên gia thì biếng ăn có 3 dạng là biếng ăn sinh lý, biếng ăn tâm lý và biếng ăn bệnh lý trong đó biếng ăn sinh lý ít gây hậu quả nhất nếu có phương án xử lý phù hợp biếng ăn sinh lý ở trẻ là tình trạng biếng ăn xảy ra khi bé có những thay đổi thể chất như bé mọc răng bé biết lẫy biết bò và biết đi biếng ăn sinh lý thường xảy ra vào thời gian ngắn và sẽ tự hết sau khi bé trải qua giai đoạn này các giai đoạn biếng ăn sinh lý ở trẻ là gì có 5 giai đoạn biếng ăn sinh lý chính ở trẻ đó là giai đoạn biếng ăn sinh lý từ khi bé được 3 đến 4 tháng tuổi, bé tập lẫy và ngóc đầu lên, giai đoạn biếng ăn sinh lý thứ hai là khi bé được 6 tháng tuổi, bé bắt đầu tập ăn dặm, bắt đầu được làm quen với những đồ ăn khác ngoài sữa mẹ. Nhiều bé bắt đầu biếng ăn nếu như chế độ ăn dặm mà mẹ áp dụng không phù hợp với bé. Giai đoạn bé 9 đến 10 tháng tuổi, giai đoạn này bé bắt đầu tập đi. Nhiều người thắc mắc tập đi liên quan gì đến biếng ăn? Tập đi bé sẽ bắt đầu có những sự chú ý khác Bé bắt đầu được khám phá môi trường xung quanh vì thế mất tập trung cho việc ăn uống, giai đoạn biết đi 16 đến 18 tháng tuổi, lúc này bé đã đi giỏi và bắt đầu khám phá thế giới xung quanh tốt hơn. Bé bắt đầu hiểu nhiều điều người lớn giao tiếp với nhau. Chính vì thế giai đoạn này bé cũng biếng ăn hơn rất nhiều, giai đoạn lên 3 tuổi, bé bắt đầu đi nhà trẻ và cũng đến độ tuổi tâm lý bé thay đổi. Bé bị khủng hoảng tuổi lên 3, vì thế giai đoạn này cũng là giai đoạn khó khăn với nhiều bé và nhiều bậc cha mẹ, triệu chứng biếng ăn sinh lý ở trẻ như thế nào? Triệu chứng biếng ăn sinh lý mỗi giai đoạn sẽ khác nhau, đối với bé dưới 6 tháng tuổi vẫn còn bú mẹ hoàn toàn thì bé có biểu hiện biếng bú, cáu gắt và tỏ ra khó chịu khi ăn, với những bé đã bước qua giai đoạn ăn dặm thì bé bắt đầu biếng ăn hơn, không chịu ăn những món mới mà cứ ăn đi ăn lại một món, với những bé biếng ăn do mọc răng thì bé bắt đầu ăn ít hơn. Nước dãi chảy nhiều và bắt đầu cắn tay, cắn quần áo, bé rất ít khi ăn, ăn thì sẽ ngậm hoặc phun thức ăn ra khỏi miệng, bé chỉ ăn khi được đi rong hoặc được mẹ cho thứ gì đấy đúng ý bé, bé nghịch ngợm và hiếu động tỏ ra không quan tâm đến bữa ăn, bé giảm cân hoặc trứng cân, bé không mắc bệnh nhưng vẫn lười ăn và không chịu ăn thứ gì cả ngày, khắc phục biếng ăn sinh lý ở trẻ như thế nào nếu em bé biếng ăn sinh lý mẹ hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân con đang biếng ăn để có cách xử lý phù hợp nhé nếu bé biếng ăn do mọc răng mẹ có thể chế biến thức ăn mềm bé dễ ăn hơn trang trí món ăn đẹp mắt hơn mẹ hãy khuyến khích bé ăn bằng cách khen ngợi bé không dùng chiêu trò để khiến bé ăn hãy cho em bé tham gia ăn với gia đình cho bé lựa chọn món ăn mình ăn và cho bé giúp mẹ nấu nếu bé đã lớn luôn tôn trọng ý kiến bé không ép bé ăn khi bé đã no biếng ăn sinh lý ở trẻ mẹ nên bổ sung gì trẻ biếng ăn sinh lý không quá nguy hiểm. Mẹ có thể bổ sung các sản phẩm có chứa enzyme tiêu hóa, giúp trẻ tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Từ đó bé sẽ hết biếng ăn, Amano Enzyme Gold có thành phần như thế nào, enzyme tiêu hóa, tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được, bổ sung bào tử lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón, các vitamin nhóm B, kích thích bé ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé. Lysine và Torin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Tại sao nên chọn Amano Enzyme Gold bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ? Đây là thương hiệu hơn 120 năm. Được thành lập năm 1899, Amano Enzyme Gold là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Nhật Bản. Theo thống kê về đời sống và sức khỏe tại Nhật Bản thì mỗi gia đình Nhật sử dụng ít nhất một sản phẩm của Amano. Sản phẩm của tập đoàn Amano hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, có mặt ở trên 10.000 hệ thống nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng lớn trên khắp thế giới. Thạc sĩ Dược học Lê Minh Tuấn ông tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm, dược sĩ đã tin tưởng sử dụng sản phẩm cho những người thân trong gia đình mình. Và dược sĩ cũng đánh giá đây là một trong những sản phẩm enzyme tiêu hóa tốt nhất mà dược sĩ từng sử dụng, trên đây là những triệu chứng cũng như dấu hiệu của tình trạng trẻ biếng ăn sinh lý. gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.